Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bưu điện tỉnh Bắc Ninh vừa phải đảm bảo hoạt động kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ chính trị, vừa phải nâng cấp mức độ phòng chống dịch. Ngoài cơ cấu sắp xếp lại các đầu việc trong đơn vị, mọi giao dịch ở các bưu cục, điểm giao dịch cũng được quan tâm nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Những chuyến xe thư báo, công văn, giấy tờ phục vụ thông tin liên lạc và chỉ đạo của tỉnh đến các địa phương, đơn vị có thể xuất phát bất cứ thời điểm nào trong ngày, duy trì thường xuyên, kịp thời việc chuyển phát bưu gửi. Những kiện hàng lớn nhỏ được sắp xếp phân loại theo từng khu vực và chia tổ gửi trả khách hàng. Thời điểm này, nhân viên Bưu điện Bắc Ninh là cánh chim báo ăn lành, hỗ trợ công việc cho mọi gia đình và lưu thông hàng hóa một cách an toàn nhất. Trong công tác công việc thì bọn em cũng đã đôn đốc bưu tá là đi ra ngoài phát hàng thì đảm bảo là theo đúng quy định của pháp luật nhà nước là mặc trang phục bảo hộ đầy đủ. Rồi cái tiếp xúc giao tiếp với khách hàng thì cũng đảm bảo an toàn khoảng cách. Điểm chi trả lương hưu trợ cấp xã hội của Bưu điện thành phố Bắc Ninh. Dịp này thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tháng 5, tháng 6 năm 2021 vào cùng một kỳ chi trả của tháng 5 cho người hưởng. Khi được nhận 2 tháng lương ấy mà ra một lần ấy thì lấy một lần thì chúng tôi thấy là rất là thuận lợi với chúng tôi, với cao tuổi chúng tôi đỡ phải đi lại nhiều. Hai là ra ngoài này thì là một là cái công tác phòng dịch của cái bưu điện rất tốt, ngoài là sát khuẩn và trong nhân viên là tiếp đón là rất là chu đáo. Tại các quầy giao dịch, 100% nhân viên trang bị bảo hộ, tuân thủ quy tắc y tế khi giao tiếp với khách hàng. Ở bộ phận sản xuất trực tiếp bố trí dung dịch sát khuẩn tại cửa ra vào để khách hàng rửa tay trước khi giao dịch. Phát khẩu trang cho khách hàng không đeo khẩu trang, làm sạch bề mặt quầy, bàn ghế, tay nắm cửa, đồ đạc. Đồng thời thông báo cho khách hàng về chỉ tiêu thời gian toàn trình bưu gửi có thể bị ảnh hưởng. Thông báo số hotline để khách hàng liên hệ khi cần hỗ trợ. Từ nhà ra đường mình thấy là mọi người dân tuân thủ rất là nghiêm cái chỉ thị của chính phủ và tới đây bưu điện thì mình thấy là mọi người đều tuân thủ rất là tốt và cái thông điệp 5K được mọi người áp dụng và nói chung là ai cũng ý thức bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Bưu điện thành phố Bắc Ninh chúng tôi thực hiện các cái biện pháp và các cái chỉ đạo về 5K, đặc biệt là cái chỉ đạo về thực hiện 5K thì tại các bưu cục giao dịch chúng tôi cũng đều trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị để phòng dịch cho anh chị em làm các cái nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng. Hiện nay Bưu điện tỉnh có 32 bưu cục cấp 1, 2, 3 và 96 điểm bưu điện văn hóa xã. Để nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của 643 cán bộ nhân viên, đơn vị đã chia nhỏ đầu đến từng tổ để tổng hợp báo cáo theo dõi sức khỏe hàng ngày. Đối với khối quản lý và chuyên môn nghiệp vụ thì làm việc giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2 mét, đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn, hạn chế tối đa việc di chuyển tiếp xúc, tăng cường các công cụ trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Dù trong gian khó thì nó cũng sẽ có những cái mà xuất hiện những cái nhân tố điển hình của chúng tôi thì họ cũng xông pha vào các cái chiến tuyến cũng như là các cái vùng mà dịch bị cách ly hoàn toàn, nhưng mà anh em bưu tá cũng như là anh em nhân viên mà phát của chúng tôi vẫn phải xông pha vào những cái nội dung, vào những cái vùng dịch đó để làm sao mà vẫn đảm bảo thông tin liên lạc giữa cơ quan đảng, chính quyền và với người dân. Với những nỗ lực của Bưu điện tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đến nay các hoạt động chuyên môn cũng như giao dịch của đơn vị vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn. Qua đó góp phần duy trì ổn định các loại hình dịch vụ, phục vụ chính trị và đảm bảo quyền lợi kinh tế xã hội cho người dân, doanh nghiệp.